Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Luật Việt Nam xin chào bạn, hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất về pháp luật. Mùng 1 tháng 7 2020 tới đây, cán bộ, công chức, viên chức nhận lương theo mức lương cơ sở mới là 1,6 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2021, khi áp dụng chính sách cải cách tiền lương mới thì các đối tượng này sẽ bị mất nhiều khoản thu nhập. Đầu tiên là những khoản phụ cấp bị bãi bỏ từ năm 2021. Theo Nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 21 tháng 5 năm 2018, thì bắt đầu từ năm 2021, những khoản phụ cấp sau đây sẽ bị bãi bỏ. Phụ cấp thâm niên nghề, trừ quân đội, công an, cơ yếu, để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ công chức. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo, do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ. Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị xã hội. Phụ cấp công vụ, do đã đưa vào trong mức lương cơ bản. Phụ cấp độc hại nguy hiểm do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề. Như vậy, đến năm 2021 sẽ chỉ còn 7 khoản phụ cấp tiếp tục duy trì thực hiện bao gồm phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động, phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang, quân đội, công an, cơ yếu. Riêng giáo viên, việc bỏ phụ cấp thâm niên đã được quy định cụ thể tại Điều 76 Luật Giáo dục 2019. Cụ thể, nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp, được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của chính phủ. Trong khi luật giáo dục mới đây quy định giáo viên được hưởng tiền lương phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác. Do đó, nhiều khả năng khi luật giáo dục mới chính thức có hiệu lực, giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên nữa. Bên cạnh đó, cũng theo Nghị quyết 27 sẽ bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của công chức, viên chức có nguồn gốc ngân sách nhà nước từ năm 2021 như tiền bồi dưỡng họp, tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hội thảo. Đồng thời khoán các chế độ ngoài lương như tiền xăng xe, tiền điện thoại, không gắn lương công chức viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương. Ngoài ra, cũng theo Nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, thì từ năm 2021 sẽ có đến 5 bảng lương mới dành cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đầu tiên là bảng lương áp dụng với người giữ chức vụ lãnh đạo. Bảng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo từ Trung ương đến cấp xã sẽ được xây dựng theo nguyên tắc. Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc. Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó. Nếu giữ nhiều chức vụ thì hưởng lương chức vụ cao nhất. Mức lương của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương của lãnh đạo cấp dưới. Quy định mỗi mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương. Không phân loại bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương. Không phân biệt các chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương. Việc phân biệt các chức vụ ở bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở trung ương và các chức danh lãnh đạo theo đơn vị hành chính ở địa phương được thực hiện bằng chế độ phụ cấp. Thứ hai là bảng lương chuyên môn nghiệp vụ với người không giữ chức danh lãnh đạo. Với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo sẽ được xây dựng một bảng lương riêng theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức. Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có các bậc lương theo nguyên tắc. Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau. Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề. Các nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay sẽ được sắp xếp lại nhằm khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cuối cùng là 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang. Với lực lượng vũ trang sẽ có 3 bảng lương riêng gồm một bảng lương dành cho sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm. Một bảng lương dành cho quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn, kỹ thuật công an và một bảng lương dành cho công nhân quốc phòng, công nhân công an giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức xã hành chính như hiện nay. Trên đây là thông tin về các khoản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức có khả năng sẽ không còn nữa kể từ năm 2021. Tuy nhiên, luật Việt Nam cũng xin nhấn mạnh lại rằng những thông tin trên chỉ là chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 21. Việc thực hiện trên thực tế cụ thể như thế nào còn phụ thuộc vào các văn bản của chính phủ dự kiến ban hành trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của Luật Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam.
để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luetvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!